Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở Hàn Quốc một cái máy nó máy tự động dữ liệu copy những cái dữ liệu thông tin. Chúng ta chỉ cần là bỏ tiền vào thì cái máy đó sẽ tự động trích ra những cái thông tin về cái dưỡng của một con người. Ví dụ như bây giờ chúng ta bỏ tiền vào, đây là chúng ta bỏ tiền vào. Hồi nãy thì tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn là khi mà bỏ tiền vào, người ta sẽ trích lục được cái thông tin về giấy tờ nhà đất, hoặc là thông tin về giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, chứng tử và giấy tờ nhà. Tí nữa tôi cũng sẽ cho các bạn xem một cái quy trình về nhà đất. Thì như chúng ta đã biết thì ở Việt Nam mình thì mỗi lần đi trích sao, đi chứng thực một cái chứng minh nhân dân, hộ khẩu hay là một cái giấy tờ nhà đất thì chúng ta cũng phải đến ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Thì ở nơi đây thì trải qua rất là nhiều công đoạn. Thứ nhất là sẽ đưa một cái bộ phận văn thư để check kiểm tra bản chính, bản phụ, coi có đúng không. Sau khi đó thì sẽ đóng cái dấu là sau khi bản chính và đưa cho sếp, chủ tịch hoặc phó chủ tịch phường, xã, phường, thị trấn xác nhận đây đúng là bản sau khi bản chính. Và sau đó thì chuyển qua một cái bộ phận gọi là thu phí. Ở đây cũng vậy thưa quý vị và các bạn, sau khi mà trích xong được một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì bà chị tôi đã trích sao được cái thông tin giấy tờ nhà của chị. Cái thông tin giấy tờ nhà của chị là thông tin giấy tờ nhà, và một cái bản trích sao của giấy tờ nhà thì lệ phí trích sao thì nó cũng bằng máy, và lệ phí trích sao thì nó vào là 1.000. Lệ phí trích sao thì nó là khoảng 10.000. 1.000 man thì nó tương đương khoảng chừng 20.000 tiền Việt Nam. Và đỡ đi rất là nhiều công sức của rất là nhiều người. Các bạn thấy đấy, một cái bản thông tin này đó là trích sao. Tôi nghĩ nó giống như là một cái trích sao địa bộ. Đây là cái logo, các bạn thấy không? Đây là cái logo của tòa án. Và trang đầu tiên, đây là cái nhà mà chị gái tôi mua. Đây là cái chủ đầu tiên của cái người đầu tiên mua cái nhà. Và đây là cái trang thứ hai là đã chuyển nhượng sang người thứ hai. Và đây là cái trang thứ ba. Cái trang thứ ba là trang này là của chị tôi. Trang này là công chứng của tòa án. Trang này là công chứng của tòa án. Trang nào của chị? Trang chị nè. Trang này là của chị tôi. Vâng, thì, có thấy không? Trang này của chị tôi. Thông tin thì giấy tờ nhà, vâng, thời gian chuyển nhượng, giấy khai sinh, cái ngày tháng của người chủ nhà. Đây là thông tin cũng như giá tiền của diện tích xây dựng, nói chung là thông tin của một cái nhà nói chung. Và cái nhà thi công vào thời gian năm nào có. Thưa quý vị và các bạn, một cái đất nước mà người ta sử dụng máy móc công nghệ để cho giảm thiểu bớt cái thời lượng của một cái con người, và họ đã sử dụng cái thời gian để làm một cái việc khác, thì đó là một cái tân tiến của những đất nước Hàn Quốc. Tôi cũng làm nghề luật sư và tôi thấy cái điều này thì nếu như một cái máy mà với một cái đồng với 20.000 tiền phí và mình có thể đỡ mất khoảng nửa ngày, cái việc lệ phí không quan trọng, mất nửa ngày để làm một công việc gì đó, thì tôi vẫn chọn cái máy
đỡ hơn là người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nói như vậy cũng không có nghĩa rằng là tôi chê xã hội Việt Nam hay là chê như thế nào. Nhưng mà người ta bảo rằng đi một đàn, học một sàng khôn, là luật sư, thì tôi cũng mong muốn đất nước Việt Nam mình sẽ, và đặc biệt là chính phủ Việt Nam của mình, có thể đi nước ngoài để áp dụng những cái thông tin, những cái kỹ thuật mới hiện đại để giảm bớt cái thủ tục hành chính. Hiện tại thì khi bà đến Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy rằng cái quy trình trích lục lý lịch tư pháp, chỉ hoặc là làm cái chứng tử thì cũng rất là nhanh. Sau khi mà đóng lệ phí, đưa thông tin và mình có thể chuyển một cái dịch vụ gọi là dịch vụ giao tận nhà, thì đó cũng là một cái cải cách hành chính rất là tốt. Tuy nhiên thì sau khi tham quan, đứng ở góc độ một luật sư, một người hiểu biết tương đối về pháp luật ở Việt Nam, thì tôi thấy Việt Nam chúng ta cần phải sử dụng cái công nghệ này để làm một cái điều tốt, giảm bớt cái thủ tục hành chính. Đây là những cái video dưới góc độ cá nhân của tôi. Tôi không có một cái tư tưởng sẽ bài xích hay là lên án xã hội Việt Nam. Tuy nhiên tôi thấy có những cái tiến bộ của thủ tục hành chính của Hàn Quốc, và cái điều này rất là hay. Và tôi cũng mong muốn đem đến cho quý đồng nghiệp, những cái cán bộ công chức ở Việt Nam hiểu và biết. Và nếu mà video hữu ích thì xin quý vị sẽ like và comment ở phía dưới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.